hai nhân vật chính trong bộ ảnh Thiếu Giải đang gây bão dư luận là Ngân 98 và Mon 2K. Ngân 98 cho biết, lý do chụp bộ ảnh vì muốn lưu giữ kỷ niệm với người bạn thân là Mon 2K. Lấy bối cảnh ở Vũng Tàu và có sự hỗ trợ của chú heo, hai cô gái thực hiện bộ ảnh trong tư thế nhạy cảm khiến nhiều người lên tiếng góp ý. Một số người cho rằng hai cô gái bôi bẩn Vũng Tàu. Thậm chí, có người ví đây là bộ ảnh tuyệt tình có phiên bản 2019. Tuy nhiên, Ngân 98 phản hồi, vậy bây giờ mặc áo dài ra đó chụp thì Vũng Tàu cũng có sạc lên được hay không? Trước đó, Ngân 98 từng chia sẻ một đoạn clip hậu trường trong buổi chụp hình của mình và đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của khán giả. Tuy nhiên, thay vì lắng nghe những đóng góp của người hâm mộ, Ngân 98 lên tiếng thách thức, khi nào mặc nội y đi show bên ngoài đường mới gọi là phản cảm, dung tục. Đằng này hai đứa chỉ chụp ảnh sexy, nghệ thuật thôi mà lên án quá vậy.